Theo đó, vào rạng sáng, người dân ở khu vực chợ Tân Hiệp dọn hàng ra bán và phát hiện cửa của tiệm bạc Thanh Bình ở ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành của ông Văn Thành Sang, 38 tuổi và bà Phan Thị Tơ, 37 tuổi, làm chủ, bị mở cửa. Trang sức bạc rơi rải dưới sàn nhà. Người dân đã báo cho chủ tiệm bạc và cơ quan chức năng. Công an huyện Châu Thành đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Ban đầu do chưa xác định số lượng tài sản bị mất, nên chủ tiệm đã trình báo với cơ quan chức năng tổng số tài sản bị mất trộm khoảng 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi đối chứng các chứng từ với cơ quan chức năng, bị hại đã xác định tổng số tài sản bị mất trộm khoảng từ 100 đến 150 triệu đồng. Công an huyện Châu Thành đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự trích xuất camera của tiệm bạc điều tra truy bắt các nghi can.